Phản ứng của Sơn Việt khi Lương Thế Thành và Thúy Diễm khoe con trai vừa sinh. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã cùng lúc thông báo việc đón cậu con trai đầu lòng. Đặc biệt nhất, bà xã của nam diễn viên đã hạ sinh bé trai cách đây một tháng trước, nhưng đến nay họ mới chia sẻ niềm vui này đến tất cả mọi người. Lương Thế Thành tâm sự: "Dạ, con kính chào các cô chú, con là Tèo con được một tháng tuổi rồi. Sau một tháng quậy, ba mẹ của con không nhớ ra ngày gì hết, thì hôm nay con chính thức ra mắt với các cô chú. Mong các cô chú yêu thương con giống như thương ba mẹ con vậy." Sự kiện hai vợ chồng đón con trai cưng không chỉ là tin vui của gia đình, người thân, mà ngay cả Sơ Việt cũng rất hào hứng. Nhiều đồng nghiệp đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Kiều Minh Tuấn cùng họ gia đình bỉm sữa như vợ chồng Thanh Bình, Ngọc Lan, Tú Vi đều nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến tổ ấm nhà Thúy Diễm. Là đồng nghiệp thân thiết, từng đóng chung với nhau trong nhiều dự án, nên Lê Phương và Tuyến Lực cũng rất vui khi thấy gia đình của Lương Thế Thành gia nhập thêm thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!